Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách may một cái áo ha, cổ vuông ha. Cái đường này mình đã ráp sẵn rồi và mình sẽ ráp phần tiếp theo nha. Phần cúp ngực ở trước á. Các bạn để miếng nhỏ lên trên ha. Các bạn may đều một sân. Các bạn may xong các bạn phải bắt sổ luôn hai lớp chung nhau luôn ha, bắt sổ kẹp lại. Tiếp tục các bạn lược cái miếng phần đắp ngực á, hai miếng ha. Các bạn chỉ cần may chỉ thưa ha. Đây là miếng vải xéo như nên là các bạn lược sao cho nó khỏi bị vặn nha, nó dễ bị vặn lắm. Xong rồi các bạn sẽ lược vào cái thân áo cho mình. Các bạn kim kim ha. Kim kim vào cho nó đều xong các bạn sẽ lược qua một đường. Các bạn lược tới đó xong rồi các bạn sẽ quay lại các bạn lược cái phần nách lên cho nó dễ ha. Các bạn chừa như vậy các bạn gọt lược xong rồi các bạn sẽ gọt sau nó rất là dễ ha, nó không có bị lệch méo mó gì hết ha. Đó, nó rất là êm. Và bên kia mình cũng làm y chang như vậy. Bạn để sao cho nó êm. Xong các bạn ghim kim lại rồi mình lược ha. Các bạn bắt đầu từ đây các bạn lược. Các bạn lược 8 ly là được. Và các bạn sẽ lược cái nách này cũng y chang như vậy. Các bạn cứ cắt miếng vải dài xong rồi mình chừa ra rồi mình lược kiểu này nó rất là dễ. Xong rồi các bạn sẽ gọt cái phần này đi, phần dư này đi. Như vậy là xong cái phần lược nha. Như cái phần đáp này các bạn cắt vải xéo, tại vì khi mình mặc thì cái ngực mình nó cao lên thì nó sẽ không có bị giật bị tức nha các bạn. Xong rồi các bạn sẽ gọt cái phần dư này ha, cho nó sạch sẽ ha. Rồi tiếp tục, đây là cái miếng đáp phía trong, miếng bả phía trong cái nẹp á. Các bạn ủi keo và vắt sổ cho mình một cạnh ha, chỉ cần vắt một cạnh thôi. Mình để qua một bên tại vì mình còn cái miếng vai nữa. Vai các bạn cắt 4 miếng cho mình nha, xong các bạn ráp vào. Các bạn ráp vào một sân ha, đường may một sân. Xong rồi các bạn may thêm một đường nữa cho nó giữ lại để khỏi bị giãn ở cái cổ các bạn. Xong rồi các bạn lật qua, các bạn giữ một ly nha, một ly lớp trong cho mình. Các bạn giữ đối lại của cái vai nha. Và các bạn sẽ ủi đi. Ủi xong rồi các bạn đi lấy dấu ha. Điểm vai và điểm cổ các bạn để
Yếm cổ các bạn để sát mép ngoài ha, tại vì mình đã may xong một cạnh và các bạn sẽ lấy dấu. Lấy dấu ba cạnh cho mình. Và bên kia mình sẽ lật ngược cái rập lại nha, để cho nó đối xứng thì nó mới đủ một cặp, đúng một cặp nha. Các bạn sẽ gọt cái phần dư này đi ha, tại vì nó dư hơn 1 cm thì mình phải gọt đi. Xong rồi các bạn sẽ lược, lược cho nó êm ha. Những cái đường ngang này các bạn may đúng đường chỉ, xong một chút xíu nữa các bạn may ngang đúng đường chỉ luôn là nó sẽ chính xác. Và cái đường nách thì mình may ra ngoài. Rồi mình sẽ lấy dấu lại đâu là điểm vai nằm phía trên ha, để mình nhớ. Các bạn gạch và đối lại ha, nó sẽ ra một cặp. Khi mình may nó không có bị lộn nha các bạn. Lấy dấu là điểm vai. Xong rồi các bạn sẽ lược vào cái thân trước này cho mình. Điểm vai nằm trên ha. Rồi các bạn lật ngược lại, các bạn lược vào cái thân trước nha. Rồi bên kia các bạn cũng lược như vậy. May bằng trùng cái đường chỉ lược của mình hồi nãy ha. Điểm vai nằm trên. Tại vì cái điểm dưới này nó có độ xéo thì các bạn nhớ may canh xéo nha, hơi xéo nha. Xong rồi các bạn sẽ ráp cái đường, cái đáp vào. Miếng bạ phía trong đó các bạn. Các bạn may theo cái đường lược của mình hồi nãy ha. May trong cái đường chỉ lược là ok ha. Và cái phần dư này các bạn sẽ gọt đi. Sau các bạn may thêm một đường nữa cho mình, các bạn cầm sợi chỉ lại cho nó rút lại ha. Khi mình mặc cái cổ nó không có bị hở, bị ngửa ra. Nó hơi nhăn chút xíu nhưng mà không sao. Chút xíu mình ủi nó sẽ hết ha. Và các bạn lật ra, các bạn sẽ giữ một ly phía trong cái nẹp ha. Về phía cái nẹp đấy. Và mình lược cái nách vào. Như vậy là mình đã xong cái phần thân trước. Các bạn để qua một bên. Xong rồi các bạn sẽ may thân sau cho mình nha. Các bạn chích ben cho mình. Ben thân sau ha. Hai bên đều để may giống nhau ha. Xong rồi các bạn sẽ may cái bạ cổ sau vào cho mình. Các bạn sẽ may cái phần, may từ trên vai các bạn may xuống nha. Các bạn đặt cái đáp vào. Các bạn may
7 hoặc 8 ly thôi nha. Các bạn không bay 1 sân nha, 1 sân thì nó to lắm. Các bạn tới góc vuông, các bạn dừng kim lại và các bạn may ra ha. Cổ thì các bạn lúc nào cũng may 2 lần đường chỉ nha. Các bạn sẽ cầm sợi chỉ cho nó rút lại chút xíu, xong rồi các bạn may. Để khi mình mặc cái cổ nó không bị, nó hơi nhăn các bạn thấy không? Cái nó khỏi bị hở, khi mình mặc nó không có bị hở nha các bạn. Vì cái vải này nó giãn. Cổ lúc nào cũng vậy, các bạn sẽ may 2 đường chỉ để cho nó giữ lại. Sau các bạn bẻ qua, các bạn bị lật vào bằng diễu. Một ly về phía nẹp nha. Rồi các bạn chốt cái góc. Các bạn chốt bằng máy hoặc là bằng tay cũng được nha các bạn. Mà lấy kim tay mình khâu cho nó giữ lại. Nó khỏi bị bung ra ha. Nó khỏi bị bật ra. Nó sẽ êm hơn ha. Và bên ngược lại mình cũng may giống như vậy nha. Các bạn dừng kim và các bạn may lên. Và mình vẫn may thêm một đường nữa nha. Vậy là xong cái thân sau ha. Các bạn chốt góc đi ha. Và thân trước. Các bạn lấy thân trước ra và các bạn sẽ lắp vai con vào cho mình. Các bạn để thân sau nằm dưới. Và các bạn sẽ may qua một đường. Tới cái điểm mà điểm đáp của cổ sau đó, điểm cái nẹp, nẹp của cổ sau ha. Cái đường phía ngoài vai thì mình ráp một sân, và phía trong vai, trong cổ đó các bạn ráp một sân hai cho mình. Các bạn bật qua, các bạn đắp ha, đắp chỗ cái nẹp đấy. Rồi các bạn lật ra. Các bạn biết tại sao mình may phía trong một sân hai không? Tại vì khi mình mặc á, cái cổ nó khỏi bị hở ra. Nó sẽ ôm vào cái vai của mình ha. Và bên kia mình cũng may như vậy nha. Các bạn bật ngược vô, các bạn đứt. Xong rồi các bạn ráp sườn lại ha. Ráp sườn thì khi các bạn ráp sườn thì các bạn đo lại cái eo cho mình. Muốn chính xác thì các bạn phải đo lại cái eo nha. Được trai dây kéo thì mình 1,5 cm. Mình chừa 1,5 cm hoặc 2 cm thì mình chừa theo cái mình cắt ha. Mình sẽ đo lại cái eo, lấy dấu lại để mình ráp sườn cho nó chính xác, thì mình lên cái áo mình khỏi phải chỉnh sửa cái eo nha các bạn. Đường phấn tới đâu thì mình ráp tới đó ha, thân trước mà cũng vậy. Thân trước nó có độ cong. Khi mình mặc cái áo lên nó không có bị giật thân trước lên nha các bạn. Các bạn lấy dấu hai bên và mình cứ theo may theo đường phấn thôi thì nó sẽ chính xác ha, chứ trong quá trình mình may nó sẽ giãn, tại vải này nó hơi mỏng cho nên là phải lấy dấu lại.
các bạn rắc rêu xong rồi, xong có bụi rẽ ra ha, hai bên các bạn bụi rẽ ra, và mình sẽ ráp vào thân dưới, tùng dưới của váy ha. Đây là tùng dưới, mình sẽ ráp eo vào, các bạn sẽ ráp tròn. Và bây giờ mình sẽ ráp eo vào nha. Các bạn ráp đều một sân ha. Ngã tư trùng với nhau nha các bạn. Và các bạn lấy cái dấu giữa của cái thân trước ha, mình ráp vào cho nó đều cho các bạn, nó không bị cầm nhân ha. Tơi trùng với nhau ha. Như vậy mình đã ráp xong cái phần eo nha. Như vậy mình đã hoàn thiện xong một phần của cái áo ha. Bây giờ mình chỉ còn trai dây kéo thôi. Và tay thì các bạn thích tay gì thì các bạn làm tay đó nha. Video này mình chỉ hướng dẫn cho các bạn cách làm với thân trên và ráp eo vào thôi ha. Và cái điểm ngay ngực này các bạn phải lấy kim tay các bạn khâu lại để cho nó khỏi bị, khi mặc nó không có bị bật lên đó các bạn. Bị dính rồi, mình khâu lên cao chút xíu à, nó không bị dính cái đáp ngoài, mình may nó bị dính cái đáp ngoài, mình may lên trên chút xíu. Các bạn khâu sao cho nó không có bị dính ra, lộ ra lớp ngoài nha. Dính thì nó sẽ có dấu hằn xuống, nó không có đẹp ha. Như vậy mình đã xong cái cổ áo ha. Và bây giờ trên vai nó có hàng nút, mình sẽ trang trí những hạt nút, nút tròn các bạn. Các bạn trang trí lên cái vai ha. Các bạn muốn trang trí cũng được hoặc là không trang trí cũng được ha. Đó là tùy thuộc sở thích của mọi người nha. Phần eo cũng vậy. Các bạn thích thì các bạn trang trí, không thì thôi mình cứ để eo trơn như vậy cũng được.